Rồi, chạy trùng Hương Long An Cần Giuộc chào anh chị em và cô bác. Nay mình giao lưu chút xíu. Thì nói chung hồi sáng bà xã bà cũng mua được chục ký cá chê đó anh chị em. Giờ cái mình rảnh mình đi bổ sung thêm được lượng cà phê nè anh em. Mấy dắt đầu thì mình ngồi mình soạn ngoài đồng. Dắt cuối cùng á mình đem về nhà cái mình văng cái hiên mình á, cái mình sổ với anh em. Đó, anh em thấy một đống cá một giác nè anh em. Ở đây thì cá du phi rất nhiều. Đó, tay lưới nè anh em. Tay lưới gồm có hai mấy mét à. Thì nói chung mình làm nghề này thì cũng mình mê phải siêng chút xíu ha anh chị em. Nói chung thì mình làm bên nhà nông mà mỗi cái mỗi mùa thì nói chung thì cũng không có lợi nhuận. Thì cái nào mình đi tạo được thì mình cứ đi tạo ha. Mình còn khỏe thì mình cứ đi tạo, tạo thêm cho nó ăn, đừng nó có chất dồi dào ha anh chị em cô bác. Thì mình nói qua vấn đề giao lưu thì anh chị em bước vô nghề này á, quyết định bước vô cái nghề này á thì anh chị em đừng có nản chí ha. Nó thử thách độ bền rất là nhiều, cho nên mình làm á thì phải có độ xiên chút xíu anh chị em. Có mình xiên thì đây cái chạy mình đây, cái chạy kỳ rồi mình cũng có dán mới gạch ở dưới nền trước đó anh em. Giờ bắt đầu á đang cần ông thợ đừng làm trên cái máy trên này luôn, còn ở bên trong, bên trong là anh em. Thì anh chị em thì mình muốn giao lưu thôi, thí dụ mình muốn đam mê cái nghề này thì anh em á không được nản anh em. Nản thì nó đâm ra anh em hao tiền nhiều lắm, nó thử thách độ bền nhiều lắm. Nhiều khi anh em nuôi năm năm mấy nó không lên giống, anh em phối anh em không canh phối á, giờ anh em tự chỗ đó nản hay kêu bán non bán nớt thì anh em mất cái lượng tiền dữ lắm á. Thì mình muốn khuyên anh em thôi, thì nếu mà một khi anh em quyết định nuôi cày dừa hương á thì anh em có sự bền. Cái này thì đơn giản, anh em làm thì sáng vệ sinh chuồng cho anh thằng trái chuối, chiều cá với chuối thôi, anh em đi làm ăn bình thường thôi. Đây cũng xanh năng ổ rồi nè anh em, nhiều ổ bên dãy tường kia cũng mấy ổ anh em đó, anh em thấy con nó nằm thấy thương không. Cái này thì nó gồm có được hai nàng hai chú. Thì giờ cái dãy chuồng xi măng đai bầu hết mình lót dỗ hết rồi anh em. Thì kỳ dò cái clip mình cũng có giao lưu là mình cũng phối được 21, 22 con rồi đó anh em. Còn mới này, còn mới ngoài đây thì chuẩn bị phối nữa. Đó anh em thấy dãy chuồng xi măng bên đây. Bên đây cũng đẻ mấy ổ rồi đó anh em. Thì gần đây cũng có nhiều anh em chờ không nổi. Chờ mình bắt con giống không nổi rồi người ta cũng đi chỗ khác đó. Đây nè anh em, nó nằm cho con bú đó. Dòng ở đây có hết rồi anh em. Thì gần đây có những anh thì chờ bắt con giống mình không nổi cho nên đi về cái cánh Đồng Nai rồi về miền Tây thì cũng có bắt, lại đâm ra bị sự cố thì cũng có điện than phiền với mình. Thì mình gần đây thì nói anh em đi bắt con giống phải thận trọng chút xíu. Rồi anh em theo chân mình đi xuống ra đây coi bà xã bà cũng mặn mới nữa đó anh em. Đây cái đường này đi xuống, đi xuống vòng ở nhà ha. Thì qua clip giao lưu mình có trò chuyện mà dắt chữ gì anh em bỏ qua cho mình ha, mình rất cảm ơn anh em. Đây nè cá nè anh em, cá mần đó anh em đó. Này mình kéo có bốn giác mà nói vậy đó. Còn bên đây bà xã phải mua cá chê nè anh em, cũng được chục ký. Rồi, thôi qua clip giao lưu thì chạy trần Hương Long An Cần Giuộc thì muốn cân nhắc anh em đi bắt con giống thận trọng chút xíu. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai đó thì anh chị em cô bác bước vô nghề nuôi cày hương này đừng có nản, mình phải có sự bền chí ha. Nó thử thách độ bền dữ lắm đó nghe anh chị em cô bác. Thì mình muốn cân nhắc vậy thôi. Còn qua clip mình giao lưu đây chút xíu thì
đưa cái like này lên, thấy có hữu ích gì anh chị em cho mình một like, bấm chuông cho mình có cái sự động lực mình ra clip tiếp theo ha. Thôi chạy chồng Hương Long An Cần Giuộc thôi, xin chào anh chị em cô bác, bước vô năm mới làm ăn có sự thành công. Thôi xin chào hết nha.